xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với channel của mình và chủ đề hôm nay sẽ là tại sao mình lại gặp người này và định mệnh giữa bạn và họ thì ở đây nó sẽ là một cái câu hỏi mở dành cho các bạn đã và đang trong cái mối quan hệ hoặc là các bạn đã có sự mất kết nối hay ngưng tương tác rồi và nó giống như là cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là cái lý do tại sao mình phải gặp gỡ người này và liệu rằng giữa hai bạn có một cái cái mối hay là một cái dây liên kết nào đó nó đặc biệt hay không thì ở đây mình đã có sẵn bốn tụ bài rồi nên là mọi người có thể chọn theo cái tụ bài mà mình cảm thấy thu hút nhất hoặc là chọn theo bốn con vật mà mình đã để ở dưới đây mình xin bắt đầu nha một 2, 3, 4 Tụ số 1 là con gà Tụ số 2 là con vịt Tụ số 3 là con thỏ Và tụ số 4 là con mèo Mình xin nói lại nha À, tại sao mình lại bạn lại gặp cái người này và cái mối dây là cái mối liên kết giữa bạn và họ 1 2 3 4 và bây giờ mình sẽ bắt đầu tụ đầu tiên trước tụ đầu tiên là tụ con gà để xem là các bạn có gì nha um... Các bạn có số 22, mọi người đợi mình chút xíu. À đối với những bạn mà chọn tụ số 1 á, có thể là bạn gặp cái người này á là để cho các bạn nhận ra được cái gọi là cái true love và cái tình yêu tích thực nó là như thế nào ở đây mình cảm nhận được cái mối quan hệ của các bạn đó, nó không đơn giản là nó có rất là nhiều những cái gọi là tình cảm rất là sâu đậm và cái tình cảm này nó thật sự là có chứ không phải không có ý là đây là một cái mối quan hệ hai chiều giữa bạn và họ nhưng mà ở đây mình đầu tiên là các bạn có lá năm gậy và lá orphan ở đây nè thì hình ảnh của lá Nam gậy các bạn có thể thấy rõ ràng là một cái trận chiến ở đây và hình ảnh của lá Orphan nó giống như là một người rất là đơn độc và ngồi trên một cái vách đá đang cúi đầu xuống với cái cảm giác hay là cái, cái gì đó rất là lặng lẽ, rất là buồn rầu Thì có thể rằng cái sự gặp gỡ giữa bạn và người này Nó trigger lên rất là nhiều thứ Ở bên trong cả giữa bạn và họ nha Có thể rằng là do những cái Khi mà các bạn gặp nhau Các bạn cảm nhận được À có thể rằng cái tình cảm hay là cái cảm giác của bạn và họ nó có một cái điều gì đó rất là mãnh liệt và cả hai bạn cũng cùng cảm nhận được đối phương là một ai đó rất là đặc biệt trong cuộc sống của mình và chính vì như vậy á, cho nên là khi mà các bạn càng có những cái sự đặc biệt càng nhiều thì cái sự thu hút về nhau càng lớn và chính vì những cái sự thu hút càng lớn như vậy thì những cái struggle nó dẫn đến rất là nhiều các bạn có đã có rất là nhiều lần có những cái sự hiểu lầm những cái điều gây nhau và thậm chí cả cái cảm giác insecurity cảm giác bị bỏ rơi hay là bản thân của mình chính là một cái điều đó một cái trái tim bên lề ở trong chính mối quan hệ tình cảm của mình ở trong cái mối quan hệ tình cảm này á mình cảm nhận được nó không phải là một cái mối quan hệ mà happy happy từ đầu đến cuối mà ở đâu đó ngay giữa chừng các bạn đã có rất là nhiều lần gây nhau mà đến nỗi như là cái cảm giác gần như là các bạn muốn chia tay hay là các bạn đã từng có sự chia tay và đã từng có sự rời xa như rồi ý là nó mấp mé như vậy nhưng mà ở đây sau cùng thì mình thấy rằng cái cái tình yêu nó quá lớn ở đây các bạn có lá đờ moon nè nó giống như rằng là cái tình cảm của các bạn trong cái mối quan hệ này nó như là cái đồ thị parabol bạn hãy thấy hình ảnh của vị thiên thần và Ngài thì đang đứng trên những cái nền tảng là con quái vật ở đây Và có thể rằng đối với các bạn Chính các bạn trong cái mối quan hệ này Các bạn cảm nhận được có một sự bất bên này ở đây Và các bạn Tại vì có thể là do các bạn có những cái lần gây nhau Hay là đâu đó ở bên trong các bạn Cái nỗi sợ, cái cảm giác sợ bị bỏ rơi Sợ bị insecurity Nhưng mà các bạn đối với những bạn chọn tuổi số 1 á các bạn cần phải nhận ra rằng là những cái nỗi sợ đó nó đến hay là cái cảm giác không được an toàn nó đến là từ chính bên trong hay là từ chính suy nghĩ của các bạn có thể rằng các bạn khi mà các bạn bước vào trong cái mối quan hệ này á các bạn đặt quá nhiều cái tình cảm của mình về trong đó và giống như là các bạn bước ra khỏi cái thế giới hay là cái vũ trụ của mình và bạn xa lầy hay là bạn bước vào cái thế giới của họ và bạn đã quên mất tiêu rằng là bản thân mình cũng cần có những cái nhu cầu riêng và thay vào đó bạn luôn chạy theo họ bạn luôn đặt những cái nhu cầu hay là những cái gì mà họ cần lên trước lên hoàn toàn vào cái thuộc thuộc cái diện ưu tiên á và chính vì như vậy khi mà cái cảm giác của bạn đặt ra càng nhiều hay là bạn càng dồn hết cái nhiều cái tình cảm như trong cái mối quan hệ này thì bạn càng cảm nhận được rằng là có vẻ cái người kia họ họ dần dần họ lạnh nhạt dần họ dần dần họ lạnh lùng dần ở đây á và thật ra cái mọi thứ hay là tất cả những cái ở cái thời điểm hiện tại cái mối quan hệ này nó nó đang dẫn đến đó, đó chính là do cái lý do là tại vì bạn quá nuông chiều đối phương của mình <laughs> và một phần đó là do do cái cách mà bạn đối xử với họ và tại vì đa số khi mà bạn bạn dành mất cái phần chủ động bạn luôn cố gắng bày tỏ bạn luôn chứng minh rằng là mình là người tốt nhất mình luôn luôn quan tâm họ và ngoài mình ra thì không còn ai thể yêu thương họ nhiều như vậy và chính vì như vậy nên là bạn tạo ra một cái người đó là cái sự ỷ lại và họ không cần phải có một cái sự chủ động hay là họ không cần phải có một cái sự đầu tư hay là cố gắng bày tỏ cái mối quan hệ cái tình cảm dành cho phía bạn nữa và và bạn đã góp phần giống như là thúc đẩy để cho họ có được quyền lười họ không cần phải làm gì để vẫn có thể có được cái tình cảm của bạn và chính vì cái lý do đó cho nên là bản thân bạn bạn đang dần cảm thấy mình như là bị mồ côi trong chính tình cảm của mình mình đang bị thiếu một sự tình cảm và mình đang trong cái mối quan hệ đó nhưng mà tại sao cái người kia họ không hướng về mình hay là họ không còn quan tâm lo lắng để ý chăm sóc mình như là cái khoảng thời gian ban đầu nữa ở đây nè các bạn có lá check the list là hãy quay lại hãy làm chủ lại cuộc sống của mình và bấy lâu nay khi mà bạn quá tập trung hay là bạn quá để ý bạn đặt cái người đó những cái nhu cầu những cái cảm giác những cái mong muốn hay là cảm xúc vui buồn giận hờn gì của đối phương của mình á, lên trạng thái ưu tiên á, thì hãy quay lại và làm chủ lại cuộc sống của mình theo đuổi những cái ước mơ thật ra thì cái, cái điều này là mình cũng nói rất nhiều trong những cái video của mình rồi và khi mà bạn làm được điều đó thì thật ra có một cái điều mà mình cảm nhận được ở đây á là các bạn có những cái tình cảm rất là sâu đậm với nhau ở đây bạn có lá true love và ở đây bạn có lá bốn gậy thì hình ảnh của lá bốn gậy là hình ảnh nó rất là happy happy giống như là bạn có thể thấy là một cặp tình nhân và rất là vui giữa những cái cánh cổng và vòng nguyệt quế và giống như là bạn thấy là thiên thần ở trên đây đang kết đôi họ lại và cái tình cảm này nó là sự thật và true love không tự nhiên mà có nha các bạn chu lớp là là phải có được một cái sự xây dựng cả từ cả hai bên từ cả hai phía và khi mà bạn có một cái sự làm chủ lại cuộc sống của mình bạn tập trung lại về mình nhiều hơn thì tự nhiên bạn sẽ tạo được cái khoảng trống hay là bạn sẽ tạo được cái cơ hội để cho cái người còn lại họ có thể có cái sự chủ động hay họ có thể tiến lên về phía bạn và sau tất cả những cái mà các bạn đã từng gây nhau hay là bạn bị những cái tổn thương hay là cái gì đó thì bạn hãy tin rằng là mình sẽ có được một cái gọi là cái sự đền đáp là cái sự nhận nhìn nhận lại chính xác ở đây bạn có là chiu a nó giống như là um, sao ta những viên ngọc lấp lánh sau những giọt nước mắt nó sẽ hóa thành những viên ngọc lấp lánh và những cái gì mà các bạn đã bỏ ra rồi á, thì các bạn sẽ nhận lại được những cái điều đó cho là đừng quá lo lắng và ở đây á, mình cảm nhận được cái mối quan hệ này là nếu như mà hai bạn vẫn còn đang có những cái gọi là những cái hiểu lầm cái sự gây nhau hay là các bạn đang xây dựng các bạn đang đứng trên một cái nền tảng ở đây rất là bấp bênh và bản thân bạn cảm nhận được rằng là cái mối quan hệ này nó nó cảm thấy rất là mệt mỏi và những gì mà bạn đang làm á bạn đang chỉ là bạn đang cố gắng hết sức níu kéo á thì Hãy tin rằng Ở đây mình có work waiting for Có nghĩa là mọi việc nó sẽ ổn hơn thôi Và bạn, dạ, yeah. bạn có true love ở đây, bạn có bốn gậy ở đây, cho nên là những cái happy happy nó sẽ được xây dựng lên khi mà bạn làm chủ được cuộc sống của mình. ở đây bạn có là back to what you love và back to what you love có nghĩa là một cái hình ảnh nó xây dựng lên về cái nền tảng gọi là nền tảng tình yêu và có thể rằng bé lâu nay á khi mà các bạn đến với nhau các bạn đã quên mất rằng làm cái nền tảng chính xác hay là cái nền tảng mà để phát triển cái mối quan hệ này có thể xây dựng thành tru lớp á đó chính là cái cái tình yêu hay là cái tình cảm đến từ hai phía và thay vì mà bản thân mình để những cái nỗi sợ hay là những cái mình cái cảm xúc lo lắng cái cảm xúc insecurity cái cảm giác không được an toàn hay là mình lo sợ rằng cái người này họ họ rời khỏi mình họ họ có một cái ai đó hay là họ để một ai đó thì hãy tin rằng khi mà tình cảm của các bạn đủ lớn true love ở đây thì mọi việc nó sẽ ổn thôi và lá số 22 này nó mang ý nghĩa rằng là reflection có nghĩa là sự phản chiếu và những cái gì mà các bạn luôn mong đợi các bạn luôn hướng tới chỉ cần bạn cố gắng manifest hay là bạn có một cái suy nghĩ tích cực bạn có cái tinh thần lạc quan thì những cái gì ở thế, cái, cái trong cái suy nghĩ của bạn ở cái thế giới bên trong của bạn nó sẽ thành sự thật và giống như là nếu như mà bạn luôn nghĩ hay là bạn luôn hướng cái mối quan hệ mình á về trong những cái điều tiêu cực giống như là orphan hay là năm gậy ở đây á thì cái mối quan hệ này nó sẽ trở nên như vậy và nếu như mà bạn luôn hướng cái mối quan hệ của mình trở thành những cái điều đó rất là tích cực và true love hay là work waiting for thì cái mối quan hệ này nó sẽ trở nên tích cực hơn và cái quan trọng bằng là cái tình yêu hay là cái cảm giác đến từ hai phía nó sẽ luôn là nền tảng trong cái mối quan hệ này cho nên đừng quá lo lắng quá nhiều và cái ý nghĩa mà tại sao hai người lại gặp nhau như vậy á các khi mà các bạn đến với nhau các bạn xuất hiện trong cuộc đời của nhau á các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều thứ về rất là nhiều những cái bài học và và cái một cái mà mình cảm nhận một cái bài học hay là một cái điều sâu so sắc nhất mà các bạn có được khi mà cái mối trong cái sợi dây liên kết này á đó chính là cái việc bạn nhận ra rằng khi yêu á thì cái sự tin tưởng và mình và mình đặt tình yêu là cái nền tảng là cái điều rất là quan trọng và khi mà các bạn tình yêu của các bạn đủ lớn rồi á thì thật ra các bạn không cần phải luôn chạy theo người này các bạn không cần phải phải luôn chạy theo người nọ và những cái người mà họ thật sự yêu bạn họ sẽ tự động đến bên cạnh bạn họ sẽ tự động hòa mình vào cái vũ trụ của bạn và bạn không cần phải bước ra mình ra khỏi cái vũ trụ của bạn mà bạn chỉ cần ở đó bạn chỉ cần cái người đó họ sẽ tự động họ xuất hiện họ đồng hành cùng bạn và ở đây á, cái tình cảm này nó giống như là một cái bài test để bạn cũng một phần nào đó bạn nhận ra được cái tình yêu đích thực và khi mà một khi mà bạn đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi và bạn cảm nhận được rằng là mình không thể nào chạy theo hay là mình không thể nào níu kéo một ai đó nữa thì khi mà bạn bắt đầu bạn tập trung vào cuộc sống của mình bạn yêu thương bản thân của mình đủ bạn thực hiện cái hành và thực hiện đúng cái việc giống như là self love thì yes Mọi chuyện nó sẽ có những cái chuyển biến hay là những cái điều đó rất là tích cực Và giống như mình nói True love nó không tự dưng mà có True love là được xây dựng từng bước từng bước một qua thời gian và cái mà các bạn có thể xây dựng cùng với nhau đó chính là cái việc mà khi mà các bạn đã yêu thương bản thân của mình đủ rồi thì khi mà hai bạn đến với nhau là để mong muốn mình và cả đối phương được happy happy được hạnh phúc chứ không ai muốn khi mà mình bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì bản thân của mình luôn bị cái sự dằn vặt hay là những cái sự đấu tranh nội tâm ở đây cho nên đối với những bạn mà chọn tuổi số 1 á thì các bạn cần phải vượt qua nỗi sợ và sau tất cả nếu như mà thật sự tình yêu đủ lớn á, thì um, các bạn sẽ có những cái sự xây dựng lại và những cái giọt nước mắt của bạn sẽ hóa thành những cái viên ngọc lấp lánh và một một cái ý nữa đó chính là cái việc là những cái suy nghĩ của bạn nó từ từ cái thế giới bên trong nó sẽ phản chiếu ra cái thế giới bên ngoài cho nên là hãy cố gắng hãy luôn suy nghĩ về những cái điều tích cực và đó chính là cái cách mà các bạn đang kiến tạo những cái điều tốt đẹp đến với mình và đó chính là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 1 nha ừ, Mọi người đợi mình chút xíu Và bây giờ mình sẽ đến với tủ số 2 là tủ con dịch Để xem là các bạn có gì có lá số 17 ở đây Mọi người chờ mình một xíu nha Balance Đối với các bạn mà um, Chọn tụi bài số 2 á Thì tại sao bạn lại gặp họ thì cái và cái ý nghĩa sự liên kết của bạn trong cái mối giữa bạn và họ trong cái mối quan hệ này hay là cái điều mà bạn học được bạn nhận ra sau cái mối quan hệ này là điều gì á thì đó chính là cái việc um, cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại và cái sự tập trung về tình yêu bản thân của mình. Ở đây thì um, cái trả lời của các bạn nó không nói rõ lên rằng là cái mối quan hệ này nó đã có sự ngưng tương tác hay là nó vẫn còn đang trong, trong một mối quan hệ. Nó chỉ nói lên một phần rằng là có rất là nhiều thứ về mặt tâm lý hay là về um, cái suy nghĩ của các bạn có thể rằng á, khi mà bạn gặp cái người này ở đây bạn có last care, heart bạn bạn có rất là nhiều những cái niềm đam mê và cái phản ứng hóa học giữa hai bạn rất là mạnh bạn có một cái sự thu hút nhất định về người này và bạn nghĩ rằng có thể rằng người này chính là twin flame hay là soulmate hay là một người định mệnh nào đó trong cuộc đời của mình và bạn bạn cảm nhận được khi mà cái sự xuất hiện của họ giống như là một cái câu chuyện cổ tích tại vì cái người này á, họ đến với tất cả những cái gọi là những cái điều mà bạn bé lâu nay bạn luôn suy nghĩ về cái hình tượng cái mẫu người lý tưởng của mình á. thì người này khi mà nghề xuất hiện người này có đầy đủ hết tất cả nhưng mà cái vấn đề ở đây á, có thể là một phần chính vì cái điều đó cho nên khi mà bạn bước vào trong cái mối quan hệ này á, bạn có quá nhiều những sự gọi là uh, control nghĩa là um, sự điều không hẳn là điều khiển và nó nó hơi bị giống như là những cái sự ràng buộc hay là về những cái nỗi sợ. Ở đây bạn có lá Healing Family Issue và Let Go of Control Issue. Nó giống như rằng là khi mà bạn gặp người này á, nó trigger lên rất là nhiều cái nỗi sợ về đứa trẻ bên trong của bạn và bạn luôn luôn lo lắng rằng có thể rằng cái người này họ quá là tuyệt vời họ rất là tốt họ rất là cả về mặt tất cả mọi phía họ hoàn hảo một cách kỳ lạ và chính vì như vậy ấy, cho nên là bạn có những cái nỗi sợ bạn có những cái nỗi ám ảnh và lá chính kiếm ở đây nè nó cũng là một cái lá tượng trưng cho cái sự ám ảnh bạn cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ trong mối quan hệ này bạn lo lắng trong tâm lý của bạn hay là trong bạn có một cái điều đó bạn dằn vặt không phải dằn vặt cái từ giàn vật là sai rồi ý là có một cái điều gì đó mà bạn suy nghĩ bạn ám ảnh về cái mối quan hệ này và bạn lo lắng rằng cái người này họ sẽ rời xa bạn cái mối quan hệ này nó dấy lên rất là nhiều về cái nỗi sợ hay là là cái cảm giác không an toàn mà thật ra cái hình ảnh của lá bốn xu ở đây là hình ảnh của một người họ rất là khư khư nắm chặt cái cái điều đó và mình cảm nhận được trong cái mối quan hệ của các bạn có thể là về về phía bạn và có thể là về phía họ một trong hai người có những cái nỗi sợ rất là lớn cái nỗi sợ mà cái người còn lại họ sẽ rời bỏ mình hay là họ sẽ chia tay với mình cho nên là mình càng cố gắng mình càng khư khư nắm chặt cái cái mối quan hệ này nhưng mà khi mà bạn càng cố gắng khư khư bạn càng nắm chặt á bạn lo lắng bạn lo sợ bạn có nếu như mà mình mình sẽ dùng là cái từ là có hơi bị ghen sẽ có một chút cái cái vấn đề gọi là ghen tuông ở đây, tại vì khi mà tình cảm, đôi khi khi mà tình cảm của các bạn dành cho cái người này càng lớn, thì cái sự ghen tuông hay là cái gì đó nó càng nhiều và bạn sẽ rất là sợ hay là bạn sẽ không cảm thấy an toàn, bạn không cảm thấy yên tâm khi mà người này tiếp xúc với những cái người khác phái và thật ra ở đây á, dạ yeah bạn có lá of well fortune, bạn có lá bánh xe định mệnh ở đây, cái sự gặp gỡ của bạn và người này á là một cái sự gặp gỡ bắt buộc và mọi thứ nó đã thiên về sự sắp đặt của số phận rồi. Cái ở đây có thể rằng cái mối liên kết này á nó dạy cho bạn cái vị, cái vấn đề là là hãy tự tin nhiều hơn ở bản thân và hãy có sự balance hay có sự cân bằng ở đây hình ảnh của lá 17 cái từ khóa của nó là balance là sự cân bằng giống như là bạn có thể thấy ký hiệu dinh gian ý là âm và dương ở trên ngực của người đàn ông này bạn khi mà bạn bước chân vào một một cái mối quan hệ này một cái mối quan hệ trong mơ một cái mối quan hệ mà bạn gặp được một cái người hoàn hảo mà bé lâu nay bạn cứ ngỡ như là mơ thì bạn bỗng nhiên bạn tự cảm nhận được rằng là cái vị trí của mình hay là có thể là cái người đó quá tuyệt vời so với mình và khi mà bạn chính vì như vậy cho nên là bạn bạn càng có những cái gọi là cái nỗi sợ hay là những cái năng lượng tiêu cực rằng là họ sẽ rời bạn đi nhưng mà thật sự ở đây á, các bạn cần phải nhận ra một điều rằng là cái sự gặp gỡ của các bạn các bạn cũng là một ai đó, bạn rất là tuyệt vời, bạn rất là lung linh, bạn cũng rất là tỏa sáng. Và chính vì như vậy cho nên là hai bạn mới có cái sự thu hút lẫn nhau được. Và hãy tự tin về chính bản thân của mình, hãy tung tăng, hãy nói chung là dung dăng, dung dẻ. Ở đây nè, bạn có lá press your wing Có nghĩa là hãy tung đôi cánh bay lên Hãy tự tin hơn về bản thân của mình Và practice compassion Cái ý nghĩa nó ở đây là See things from a fresh perspective Có nghĩa là Hãy nhìn mọi thứ theo một cái nhìn Hay là một cái khía cạnh hoàn toàn mới Và những những cái mà bấy lâu nay các bạn luôn suy nghĩ là những cái điều mà bạn tự đặt cái giới hạn dành cho bản thân của mình mà thôi cho nên là hãy có cái sự tự tin lên có thể cái sự gặp gỡ giữa bạn và người này hay là cái sự gặp gỡ mối liên kết giữa bạn và người này á cái ý nghĩa của nó đó chính là để giúp cho bạn nhận ra được cái gọi là cái sự tổn thương của đứa trẻ bên trong của mình hay là cái việc mà bạn hoàn toàn vẫn chưa tự tin bạn vẫn chưa yêu thương mình đủ và bạn vẫn cảm nhận được rằng là có thể ở đâu đó bản thân mình mình vẫn chưa xứng đáng để đón nhận được tình cảm hay là liệu rằng Yes, các bạn có lá chính xu ở đây Nó nói lên về hình ảnh sale lớp hay là Hãy yêu thương bản thân của mình nhiều hơn Hãy có những cái điều gọi là tập trung về bản thân của mình nhiều hơn Thật ra bạn rất là đặc biệt, bạn rất là tuyệt vời Và bạn rất là lung linh, bạn rất là lộng lẫy rồi Và ở bạn chắc chắn giống như là nãy giờ mình nói Bạn sẽ, bạn đã có những cái khí chất đó rất là đặc biệt Cho nên là bạn đừng lo sợ gì cả Hãy hãy lấp lánh như là những nàng công chúa Và khi mà các bạn bạn đã công chúa hoặc là hoàng tử nha ý là khi mà bạn đã suy nghĩ rằng mình đã ở vị trí công chúa hay là mình đã ở vị trí hoàng tử rồi đó, thì thật ra mình sẽ là người xứng đáng để đón nhận hạnh phúc giống như là những câu chuyện cổ tích vậy ở đây bạn có là fox in the road thật ra cái lá này nó mang ý nghĩa rằng là những cái câu chuyện cổ tích đó, nó sẽ luôn xuất hiện trên những cái hành trình của mình và những cái yếu tố bất ngờ hay là những cái điều kỳ diệu nó sẽ luôn có chứ nó không phải là không có hiện hữu cho nên là um, hãy luôn tin tưởng vào những điều tích cực và hãy luôn tự nhắn nhủ hãy luôn nghĩ rằng là yes mình xứng đáng được yêu thương và những người nào họ có được cái tình cảm hay là họ có được cái tình yêu của mình thì đó chính là cái điều may mắn dành cho bản thân của họ cho nên là hãy thôi lo lắng hãy thôi suy nghĩ và mình cần phải buông bỏ những cái gọi là những cái um, kiểm soát những cái gọi là uh, nắm giữ hay là níu giữ tại vì thật ra nếu như cái mối quan hệ đó nó thuộc về bạn thì bạn không cần làm gì cả cái mối quan hệ đó nó cũng sẽ tự động ở bên cạnh bạn và nếu như mà cái mối quan hệ đó nó đã không thuộc về bạn rồi cái định mệnh của nó là một ai đó khác á, thì bạn có cố gắng như thế này để bạn có gồng mình bạn có la hét bạn có níu kéo bạn có khóc lóc thì cái người đó họ cũng sẽ không không ở bên cạnh bạn ở đây nè các bạn các bạn có tới hai lần cái lá chính kiến ở đây lận nó giống như là các bạn đang bị có những cái điều gọi là ám ảnh đang rất là mệt mỏi và đang rất là lo sợ cái nỗi lo sợ này nó rất là lớn cho nên là các bạn cần phải vượt qua những cái nỗi ám ảnh đó để mình có thể bản thân mình có thể được hạnh phúc hơn và thậm chí nếu như sự cái mối quan hệ hiện tại này nó không thuộc về các bạn thì thật ra cái sự để mà các bạn tự tin các bạn có thể tự do tung cánh mình lên nó còn dành cho những cái mối quan hệ sau này của các bạn nữa tại vì mình nghĩ rằng những cái bạn mà đang xem xem cái trải bài của mình thường là các bạn còn đang rất là um, trẻ và um, các bạn có những cái tương lai rất là dài ở phía trước và trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ có cơ hội để gặp gỡ rất là nhiều người cho nên là hãy đầu tư vào cho bản thân của mình trước cái đã và khi mà bản thân của mình tuyệt vời bản thân của mình lấp la lấp lánh rồi á yes chúng ta sẽ có những cái sự khởi đầu mới hay là những cái nhìn mới và những cái sự khởi đầu mới hay là a fresh Positive ở đây á, nó giống như là cái việc, oh, yes, mình đã sẵn sàng rồi và từ đây trở đi mình sẽ là một cái con người hoàn toàn mới, mình có một cái sự chuyển hóa, mình có một sự thức tỉnh ở đây và mình không lo lắng gì cả, mình rất là ung dung rất là đón nhận trên cái hành trình của mình và mình có một cái niềm tin mãnh liệt, mình sẽ sử dụng cái từ là niềm tin mãnh liệt nha, rằng là mình rất là tuyệt vời và những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến tại vì khi mà mình luôn có những cái tần số hoặc là những cái nguồn năng lượng tích cực đó, thì uh, uh, mình sẽ luôn thu hút lại những cái tần số hay là những cái nguồn năng lượng có cái sự tương đồng dành cho bản thân của mình yes các bạn có lá A of sao ở đây có rất là nhiều những cái điều mới những cái điều tuyệt vời nó sẽ có nó sẽ xuất hiện khi mà các bạn tự am um, tự tin các bạn gian đôi cánh của mình ra. Khi mà các bạn tìm lại được cái sự cân bằng của cuộc trong cuộc sống của mình, khi mà bạn buông bỏ sự uh, kìm kẹp, buông bỏ sự điều khiển hay là buông bỏ sự control, ý là mình mình không biết gì xác nghĩa cái chữ control này như thế nào, thì mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời và những cái những khi mà bạn đã chữa lành được những cái sự tổn thương hay là những cái nỗi lo những cái nỗi sợ từ đứa trẻ bên trong của mình á, thì yes những cái câu chuyện cổ tích những cái điều kỳ diệu nó xuất hiện trên cái hành trình với con đường của bạn Dạ. Yeah. và đó chính là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 2 mọi người đợi mình chút xíu nữa nha bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3 là tụ con thỏ để xem là các bạn có gì nha. Các bạn có lá số 5 ở đây. Mọi người đợi mình chút xíu. Ừm. <laughs> Wow, đây là một cái lá rất là đẹp Và đây cũng là một cái tụ bài rất là đẹp um, Tại sao bạn lại gặp ngỡ người này Và ý nghĩa mối liên kết giữa bạn và họ Thì ở đây đầu tiên là các bạn có lá tích tiktok tiktok có nghĩa là cái thời gian nó giống như là, là nó đang đến từng giây từng giây vậy và cái việc mà bạn gặp gỡ người này nó thuộc về định mệnh về số phận rồi và nó là một cái sự sắp đặt gì đó nó rất là tự nhiên nó rất là là phải xảy ra và sớm hay muộn gì thì các bạn cũng phải gặp nhau thôi và ở đây nè các bạn có lá winter ends có nghĩa là rebirth cái sự hồi sinh cái sự thức tỉnh có thể rằng cái sự gặp gỡ giữa bạn và người này là cái việc mà Ừ, có thể là hoặc là bạn có thể là hoặc là người này nha ý là một trong hai người á khi mà các bạn gặp gỡ nhau đó chính là cái việc để giúp cho các bạn có được một cái sự thức tỉnh sau bóng tối hay là sau những cái đêm lạnh mùa đông cái cảm giác lạnh lùng hay là cái cảm giác đau khổ tuyệt vọng rồi rất là nhiều những nỗi buồn thì khi mà các bạn gặp gỡ nhau á thì cái mối quan hệ này mang lại cái cảm giác ấm áp rất là nhiều ở đây á, cái hình ảnh của lá số 5 á là nó nói lên rằng là tắt next step có nghĩa là mình tự tin bước đi và và mình thỏa sức bay cao bay xa với những cái ước mơ những cái lý tưởng hay là những cái hoài bão của mình và đôi khi những cái điều này ý là những cái ước mơ những cái lý tưởng những cái hoài bão của mình á có thể là nó sẽ hơi vô lý hoặc là nó hơi bị ngông cuồng một chút xíu nhưng mà mà bạn thể thấy hình ảnh ở đây nó giống như là không việc gì cả chỉ cần mình muốn thì mình sẽ làm thôi và tất cả mọi thứ nó sẽ phụ thuộc về mình rất là nhiều và cái gặp gỡ hay là cái mối liên kết giữa bạn và người này á đó, đó là một cái mối liên kết hay là cái mối quan hệ nó nó mang rất là nhiều những cái sự cân bằng ở đây bạn có lá like abstract like đây là một cái lá mà cực kỳ thể hiện về cái tinh thần gọi là luật hấp dẫn cứ nghĩ rằng là cái năng lượng và cái tần số của bạn bạn sẽ thu hút được hoặc là bạn sẽ gặp được những người có cùng năng lượng hoặc là những cái tần số của mình và có thể rằng khi mà cái giai đoạn mùa đông hay là cái giai đoạn thất tịnh đã đến và bạn đã vượt qua được những cái gọi là rất là buồn khổ hay là đau khổ hay là đau đớn rồi á thì yes khi mà bạn đã hoàn toàn có được cái sự cân bằng giống như là cái lá đời temperance ở đây nó tượng nhiên sự cân bằng thì dạ yeah, bạn đang kêu gọi this could be the one và calling in your soulmate ở đây có thể người này cái mối dây liên kết của bạn và họ đó chính là Người này chính là soulmate của bạn và họ là một ai đó rất là đặc biệt và các bạn sinh ra là để dành cho nhau. Và có thể là đối với những bạn chọn tụ số 3, dường như là các bạn cũng biết được cái điều đó, các bạn cảm nhận được điều đó. Và các bạn có cái mối quan hệ này nó rất là nhẹ nhàng. Bạn hoàn toàn tin, bạn hoàn toàn đặt cái niềm tin vào trong cái mối quan hệ này. Và lá king of cups ở đây có nghĩa là bạn hoàn toàn biết được rằng họ cái người đó họ có tình cảm dành cho các bạn có thể rằng trước đây á và cũng một phần nữa khi mà cái lá winter ends này đến á, nó mang ý nghĩa là cái sự xuất hiện của bạn hoặc là cái sự xuất hiện của họ là một cái điều gì đó nó xoa dịu những cái nỗi đau trong quá khứ của bạn và nó giúp cho bạn có được một cái gọi là cái sự tin tưởng hay là mình tin rằng là cái tình yêu đích thực nó vẫn còn hay là cái sự hạnh phúc nó vẫn có đây là một cái tụ bài nó rất là đẹp và nó rất là nở hoa nó giống như rằng là khi mà chúng ta có được một cái sức gọi là sức tự tin hay là bình cái cái cảm giác của cái lá số năm này á các bạn có thể thấy hình ảnh nó nó khá là ngông cuồng, nó khá là có những cái ước mơ những cái sáng tạo những cái hoài bão và nó 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 là một cái gì đó nó nó rất là cái tinh thần nó rất là sao ta um, rất là sẵn sàng đón nhận những cái thử thách á thì và và nó rất là tích cực ở đây thì nó giống như rằng là khi mà các bạn đã trong một cái trạng thái rất rất là ổn định các bạn sẵn sàng các bạn đương đầu hay là một cái điều đó thì giá yes, các bạn sẽ thu hút lại những cái người và có cái cùng cái sự tần số hay là cái sự tương đồng dành cho các bạn và cái điều này nó sẽ là một sớm một chiều nó nó cũng sẽ tới thôi ở đây cái tinh thần của những bạn chọn tuổi số 3 nó rất là lớn và cái nguồn năng lượng của các bạn nó tỏa ra những cái điều đó nó nó rất là tích cực các bạn cái mối quan hệ này á nó dường như là một cái điều gì đó và các bạn có hoàn toàn cái sự cân bằng ở đây khi mà các bạn bước vào trong cái mối quan hệ này á um, có thể là bạn không quá gọi là lo lắng rằng là mình sẽ bị bỏ rơi hay là bạn bạn không um, gọi là quá um, ưu tiên hay là quá tập trung cái nhu cầu của người cái người kia lên quá nhiều bạn bạn rất là theo đuổi cái ước mơ và cái hoài bão của mình bạn có cuộc sống riêng bạn có những cái sự bận rộn nhất định và bạn không hẳn là coi người kia là cả thế giới của mình bạn vẫn có cái thế giới riêng của bạn bạn có những cái gọi là về ước mơ hay là cái niềm đam mê hay là bạn theo đuổi nghề nghiệp của mình bạn theo đuổi cái việc học tập của mình hay là bạn thích bạn theo đuổi những cái sở thích của mình và yes khi mà các bạn làm được điều đó đây cái lá bốn gậy xuất hiện ý là những cái điều happy happy những cái gì đó rất là lấp la lấp lánh nó rất là tuyệt vời cho cái mối quan hệ này cho nên đây là một cái mối quan hệ mà khi mà mình mở lơ mình trải bài của những cái bạn mà chọn tuổi số 3 mình cảm nhận được đây là một cái mối quan hệ nó rất là nhẹ nhàng và cái tình cảm này á nó đến từ cái việc là cả hai bạn đều là những người mà đã ở trong một cái trạng thái cân bằng rồi like abstract, like đây và chính vì vậy như vậy cho nên là khi mà các bạn đến với nhau các bạn có chung một cái mối quan hệ với nhau á thì cái mối quan hệ của bạn á nó nó không hẳn là nó khá êm đềm hay là nó nó không có sóng gió nhưng mà đây là một cái mối quan hệ mà nó thiên về cái sự trưởng thành rất là nhiều và cái lá đời đi vào ở đây á nó mang một cái ý nghĩa khá là tích cực nó giống như là, là cái việc là các bạn bị thu hút các bạn bị hướng về nhau rất là nhiều uhm. cho nên là Xin chúc mừng những bạn nhận tuổi số 3. Đây là một cái mối quan hệ nó rất là đẹp và nó có những cái sự cân bằng rất là lớn và đây cũng là một cái mối quan hệ có đầy đủ cái sự tin tưởng, cái niềm tin và các bạn cực kỳ tin tưởng vào đối phương của mình luôn. Bạn biết rõ là cái tình cảm của họ dành cho bạn như thế nào. Bạn biết rõ rằng là cái người này họ đã xác định được cái tình cảm của mình hay là cái vị trí của bạn Trong lòng họ Cho nên là bạn không có bất cứ một cái điều gì lo lắng cả Bạn thỏa sức, bạn tung cánh Bạn tự do bay cao bay xa Bạn làm tất cả những gì bạn muốn Bạn phát triển những cái mặn khác rất là khác nhau Về cái đời sống tình cảm của mình Và bạn rất là tha hồ để tập trung vào những cái khía cạnh đó Cho nên yeah, Đây là một cái, cái trải bài rất là đẹp ở đây các bạn có một cái sự tin tưởng nhau rất là nhiều và các bạn không không sợ một cái sự lừa dối nào xảy ra cả tại vì bạn biết được rằng cái tình cảm của mình á hay là để có được cái tình cảm của bạn á, thì cái người kia họ cần phải có những cái sự nỗ lực rất là nhiều và bản thân bạn 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 cũng không dễ dãi để dễ dàng trao tình cảm của mình cho một ai đó cho nên là và cả cái người còn lại cũng vậy ý là cả hai bạn luôn cho nên thật ra để mà có được cái sự tình cảm hay là cái sự kết nối hay là những cái gọi là uh, happy happy như vậy á các bạn thật ra đã phải trải qua rất um, khá là cũng kha khá những cái bài học hay là những cái kinh nghiệm riêng trên cái hành trình của mình rồi nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng nhờ như vậy mà nó mang đến những cái cái mối quan hệ này và là một cái mối quan hệ nó rất là tuyệt vời ok và đó chính là không để dành cho những bạn chọn tủ số 3 Đây là cái mốt xin chúc mừng các bạn Và bây giờ mình sẽ đến với tủ số 4 là tụ con mèo Để xem là các bạn tủ số 4 các bạn có gì nha

đối với những bạn mà chọn 4 bốn thì um, nó sẽ thiên về um, gọi là đây là một cái mối quan hệ mà nó khá là toxic và các bạn cần phải có cái sự giải phóng cho bản thân của mình và tại sao bạn lại gặp họ tại sao cái và ý nghĩa của sự liên kết giữa bạn và họ thì khi mà bạn gặp họ ở đây á, um, nó giúp cho các bạn có một cái sự thức tỉnh và bấy lâu nay giống như là các bạn vẫn vẫn còn đang ở trong cái tác tình hay là những cái điều cái những cái vấn đề cũ nó có một cái sự lặp đi lặp lại và hầu như có thể rằng các bạn trong bất cứ một, một mối quan hệ nào nếu như mà các bạn chọn tụ số 4 á các bạn có sự nhận ra thì nó có một cái sự giống nhau rất là kỳ lạ và các bạn cái sự bắt đó nó cứ lặp đi lặp lại đến nỗi mà các bạn có một cái điều đó các bạn rất là ngạc nhiên các bạn bạn không hiểu lý do tại sao mà các bạn luôn có một cái câu hỏi đặt cho chính bản thân của mình là tại sao mình luôn bị hay là luôn vướng vào những cái mối quan hệ như vậy tại vì cái bác tình nó nó cứ như vậy như vậy như vậy và dần dần bạn có một cái gọi là cái suy nghĩ nó hơi bị lệch lạc luôn về chính bản thân của mình bạn không có niềm tin nữa và bạn không tin rằng là À, có thể hạnh phúc sẽ đến hay là gì đó với mình thì khi mà bạn gặp được người này á cái người này nó sẽ là cái sự chấm dứt cho tất cả và có thể rằng giữa bạn và người này á các bạn không còn có cái liên kết nữa các bạn không có sự tương tác nữa nhưng mà cái mặt tích cực ở đây có nghĩa là cái cái điều mà họ mang đến cho các bạn hay là cái bài học mà họ mang đến cho các bạn á nó mang đến những cái gì đó rất là lớn nó có có cái gì đó rất là sâu và nó mang đến cái sự thức tỉnh hoàn toàn cho các bạn nó mang đến nó tạo ra một cái cái con đường mới cho các bạn đầu tiên là các bạn có lá lót ở đây cái lá lót này thì cái ý nghĩa của nó quá rõ ràng rồi nó nói lên rất là nhiều những cái nỗi buồn cái sự thất vọng và các bạn thể thấy nạn của cô gái này ý là đôi mắt nhìn xa xăm với những cái giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mi vậy nè giống như là một cái nỗi buồn một cái sự thất vọng và cái cảm giác rất là bất lực như là mình khi mà mình nhìn cái điều đó mình biết cái điều đó nhưng mà mình không thể nào làm bất cứ cái điều gì tại vì mình mình biết rằng là mình làm cho dù mình có có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là như vậy thôi và một lần nữa các bạn có lá free yourself ở đây có nghĩa rằng là um, các bạn đã lúc các bạn cần phải rời khỏi giải phóng mình hay là các bạn cần phải rời khỏi cái mối quan hệ này rồi và lá deception ở đây nữa nó giống như rằng là có thể rằng cái người cái người kia họ họ đến với bạn có thể là cái những cái giây phút đầu tiên thì có vẻ sẽ rất là thật lòng nhưng mà càng về sau thì giống như là cái mối quan hệ này có thể là gánh nặng giữa hai người và các bạn chỉ đang cố gắng đeo mặt nạ cái lớp mặt nạ khi mà các bạn đối diện các bạn tiếp xúc nhau để cho mọi việc nó êm xuôi thôi nhưng ở đâu đó bạn vẫn cảm nhận được something wrong đối với cái relationship này đối với cái mối quan hệ này và các bạn cần phải giải phóng bản thân của mình và cái giải phóng ở đây không phải là các bạn giải phóng chỉ về riêng cái mối quan hệ này đâu mà các bạn giải phóng cả bản thân mình luôn khỏi những cái bát tình hay là những cái điều lặp đi lặp lại ở đây các bạn có tới tận hai lá nói lên cho những cái sự khởi đầu mới và những cái cơ hội những cái lựa chọn mới ở đây các bạn có lá the full là sự khởi đầu và ace of pentacles nó nói lên rằng là à um, sẽ có những cái sự khởi đầu mới những cái sự lựa chọn mới sẽ đến với trên con đường dành cho các bạn quan trọng là các bạn có muốn hay không muốn hay là các bạn có hướng đi không hướng đi thôi và đối với đối với những bạn mà chọn tụ số 4 đó, khi mà các bạn phải đối diện với sự mất mát hay là những cái sự tổn thương hay là cái lá lót ở đây và để đến nỗi khi mà bản thân của mình quá mệt mỏi bản thân của mình đã đủ đau rồi đó, thì các bạn không còn sự lựa chọn nào mình sẽ nhấn mạnh là không còn sự lựa chọn nào hết ngoài trừ cái việc là bạn nhận ra rằng đến lúc mình cần phải thức tỉnh đến lúc mình cần phải có sự chuyển hóa và đến lúc mình cần phải giải phóng mình bản thân của mình mình không thể nào tiếp tục ở trong những cái mối quan hệ mà nó tiếp tục như vậy hay là mình không thể nào ở trong những cái mối quan hệ nó có, có sự lặp đi lặp lại hay là mình không thể nào để bản thân của mình có những cái sự chịu đựng hay là cái sự dè vò như vậy và khi mà các bạn làm được điều đó thì yes các bạn có lá đời sân nè và lá zin lá zin ở đây nó cũng tượng trưng cho năng lượng dương hay là nó cũng tượng trưng cho lá mặt trời nữa thì những cái gì tươi sáng những cái gì lấp la lấp lánh những cái gì tuyệt vời đang chờ đón các bạn ở phía trước và ở đây các bạn có lá listen with your heart và strengthening bone thì giống như ban đầu mình nói cái mối quan hệ này nó là một cái phần nào đó là cho giúp cho các bạn trên cái quá trình thức tỉnh và khi mà nỗi đau quá lớn thì các bạn sẽ có được cái sự lắng nghe hay là không phải là cái sự lắng nghe nữa mà là các bạn sẽ nghe được cái cái tiếng gào thét từ nội tâm của bạn cái tiếng mà các bạn đã phải chịu đau đớn hay là những cái sự đau khổ đã rất là lâu rồi và cái cái thế giới bên trong của bạn á, cái tiếng nói nội tâm của bạn nó gào thét và nó lên nó nó đang muốn nói với bạn rằng là đủ rồi tất cả đã đủ rồi enough hãy dừng lại đi và mọi thứ đến đây là là đã ổn rồi các bạn có lá bóng kiếm ở đây, hãy cho bản thân của mình có một sự nghỉ ngơi đi và hãy để cho mình có những cái cơ hội mới những cái cánh cửa mới. Ở đây các bạn có lá số 9. Các bạn có ở đây nó sẽ có hai ý nghĩa, cái ý nghĩa đầu tiên là support, có nghĩa là bạn sẽ được nâng đỡ và cái ý nghĩa thứ hai nó còn có ý nghĩa là gánh nặng giống như là những cái điều cho nên là cái lá này nó các bạn thể hiểu theo cả hai hướng có thể là sự giúp đỡ hỗ trợ hoặc là ngay cả là cái việc gánh nặng thì có thể rằng bấy lâu nay á, đối với những bạn nhận tuổi số 4 á, cái việc mà các bạn đã rất là đau khổ hay là các bạn mang những cái sự gánh nặng ở trong lòng á, thì đã lúc các bạn nên giải phóng bản thân của mình rồi và đó là cái gọi là con đường duy nhất the only way mà các bạn cần phải làm cái điều đó để cho bản thân của mình có được cái sự hạnh phúc hay là cái đời sân ấy là ánh sáng mặt trời lấp la lấp lánh chói là đang ở phía trước đang chờ đợi bạn tiến lên ở đây mình ý nghĩa của mối mối liên kết này dạy cho bạn hay là điều gì đó, đó chính là cái việc nó hoàn toàn giúp cho các bạn nó sẽ có rất là nhiều những cái gọi là nỗi đau những cái gì đó rất là sốc và cái cảm giác nó rất là mệt mỏi nhưng ở đâu đó nó sẽ giúp nó giống như là một cái gáo nước lạnh đó, nó tạt thẳng vào mặt các bạn và giống như là khi mà các bạn đang rất là buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ và một ai đó tạt thẳng cái gáo nước lạnh như mặt bạn thì có một cái sự thất tỉnh hay là một cái gì đó nó nó đùng một cái nó ở đây và bạn nhận ra rằng là à ừ, tất cả đã đủ rồi và ừ, đến đây thôi mình cần phải có những cái điều hướng lên về phía trước mình cần phải thiên về tương lai của mình nhiều hơn và mình phải có cái sự tập trung cho chính bản thân của mình nhiều hơn cái lá chính kiến ở đây các bạn đã quá mệt mỏi các bạn có những cái sự ám ảnh những cái sự dây dứt về đêm các bạn mất ngủ các bạn không ăn được các bạn không ngủ được những cái sự tổn thương nó đã quá lớn rồi cho nên là hãy để bản thân mình á, có những cái hướng đi khác nhau có những cái sự lựa chọn khác nhau và a of once ở đây nó giống như là một cái sự khởi đầu mới một cái mầm cây mới à, mầm non trời non gì đó để có thể được đâm trò được nảy mầm được nảy nở hay là nảy mầm Cho nên là đối với những bạn chọn tuổi số 4 Thật ra cái sự chấm dứt này nó nó không hề là một cái gì đó rất là tệ Và giống như là trong cái rủi thì sẽ có cái may và cái cái từ cái tuổi số 4 này nó sẽ dạng dạng giống như vậy và nhờ cái sự xuất hiện của người này có thể rằng họ chính là cái cái dấu chấm hết hay là cái dn cho những cái phát tình hay là cái sự lặp đi lặp lại và từ đây bạn giống như là bạn thức tỉnh bạn trở thành một con người hoàn toàn mới bạn biết yêu thương bản thân của mình hơn bạn hướng về với thế, thế giới bên trong của mình hơn bạn bạn biết được rằng bạn biết bản thân mình có thể hạnh phúc được như thế nào và đời hang nghiệp Mê hay giống như là bạn có thể nhìn hay là bạn phán đoán mọi việc mọi sự theo một cái khía cạnh khác và lá đời hang nghiệp Mê nó giống như là một phần của sự thúc tỉnh nữa bạn thể thấy giống như là um, chàng trai treo ngược cành cây này á, giống như là anh ta đã vừa mới khai sáng hay là vừa mới phát minh hay là phát hiện một cái điều gì đó cho nên là có cái ánh sáng vòng quanh như vậy nè cho nên dạ yeah. À, đối với những bạn chọn tụ số 4 á, Thì đó chính là cái Cái con đường Và cái lựa chọn duy nhất Dành cho các bạn mà thôi Hmm mà các bạn um, có sự tập trung của mình về những cái khía cạnh khác nhau về công việc về những cái sở thích về những cái điều đam mê về tài chính thì um, để mình coi Dạ yeah. có thể các bạn sẽ gặp được một ai đó và sẽ tìm lại được cái gọi là những cái đam mê những cái cảm xúc mãnh liệt và giống như là ban đầu mình nói các bạn có lá đời sinh ở đây và các bạn có lá duyên ở đây là một cái điều đó rất là sáng nó rất là mang năng lượng cực dương nó rất là lấp la lấp lánh ở đây cho nên là khi mà bạn rời bỏ người này á bạn có những cái khía cạnh bạn có những cái niềm đam mê khác nhau về tập trung về công việc về tài chính hay là về những cái cái gọi là những cái sở thích những cái ước mơ theo đuổi của mình á thì mọi việc nó sẽ cực kỳ sáng lạng có thể rằng bạn sẽ gặp được một ai đó có thể hoặc là không thể nhưng mà đối với những bạn nhận tuổi số 4 á, thật ra cái điều đó nó nó hoàn toàn không quan trọng nữa cái quan trọng là, là khi mà bạn tập trung bạn hạnh phúc bạn vui vẻ bạn bạn đi theo cái tinh thần sale love á, thì sớm hay muộn gì rồi thì chắc chắn rằng và yeah, bạn có lá you deserve love ở đây bạn đã chịu đựng quá đủ rồi và khi mà bạn tập trung về bản thân của mình thì những cái điều hạnh phúc hay là những cái tương lai những cái cánh cửa nó sẽ mở ra rất là nhiều cho bạn It's safe for you to love Một cái cơ hội mới hay là một cái điều gì đó mới nó sẽ đến cho nên là đối với những bạn chọn tủ số 4 á, thì cái người này nó không phải là, là cái cánh cửa duy nhất dành cho bản thân của bạn và hãy tin rằng là ở cái tương lai phía trước á, hay là những cái người mà mình sẽ gặp ở tương lai phía trước thì hãy để cho bản thân của mình thật là hoàn hảo thật là vui vẻ và có những cái nguồn năng lượng tích cực. Yeah, bạn có time for a nap. Yeah, time for a nap. Hãy dành thời gian để mình nghỉ ngơi, hãy dành thời gian để mình có cái sự sạc pin lại năng lượng trước cái đã. Không quan trọng rằng là có cái người nào đó mới đến hay là không đến trong cuộc sống của bạn cái quan trọng là bạn phải có cái sự cân bằng nhìn cho bản thân của mình trước trước khi bạn bước vào bất cứ một cái mối quan hệ nào và để tránh cho cái bất tình ấy là cái sự lặp đi lặp lại vốn có và khi mà bạn hoàn toàn thức tỉnh á bạn hoàn toàn trở thành một cái con người mới có những cái suy nghĩ mới những cái mindset khác rồi hay là bạn có những cái hướng đi cái nhìn nhận hoàn toàn khác thì thật ra những cái việc hay là những cái con người những cái sự việc cũ nó sẽ không bao giờ lặp đi lặp lại nữa cho nên là hãy tập trung về chính mình trước hãy tập trung có cái sự thay đổi dành cho chính bản thân của mình và yeah. mending và những điều tốt đẹp những cái điều tuyệt vời sẽ chờ đón các bạn mình sẽ rút thêm một lá nữa và Dạ yeah. okay. Mình nghĩ vậy là xong thông điện cho những bạn chọn tuổi số 4 rồi Và <laughs> Mình vẫn không hay muốn rút thêm một lá nữa Chứ mình sẽ rút thêm một lá nữa cho các bạn Really your ass Dạ yeah. yeah. your ass. Mình nghĩ vậy là xong thông điện cho những bạn chọn tuổi số 4 rồi Và để nhận thêm thông báo khi có video mới, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh nha cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo